Đường đi không biết thì hỏi thăm, tiện ai không hỏi, du lâm lạc đường. Đó, mình mà không hỏi thăm mình đi đó là lạc vô bụng ông năm chèo. Còn mình hỏi thì ông chỉ, ông tránh cho. Tại vì hồi đó con cũng nghe ông hai, ông hai nói con còn nhớ một đoạn là con đọc lại nghe, ông hai còn có sai thì ông hai sửa con nghe. Tại vì hồi đó ông hai dạy con là nói là cây cao bóng mát rộng ngồi, mát thân thân mát chưa rồi mát tâm, thiền Đường đường đi đi không biết hỏi thăm, hỏi thiền ai không hỏi thì du lâm lạc đường, là cái khúc đó không ai. lạc đường đi trên lưng đường vô bụng đó. Tại ở cổ đình mà không có tuổi đó. Nói với người khác ha, Nói với mấy người khác, nói với mấy nói cái tên đó đó là tóc đen còn y sát người, có nghĩa là phải râu đen rằng mọc lại, rồi mấy ông lại thăm chơi dạch lời nhóc ở đây. thiệt thiệt ông hai gâu nó đen lại nè. Nàng giặc mấy ông dữ lắm chứ, chứ không có em đâu. Chưa nữa Mấy ông á hả? Ủa nó rồi rồi ông ngồi từ từ xuống đi. ngày 3 tháng rồi không có đi cầu đền được. Buồn hả? Nhất là phải năm mông thẻ Tại vì theo như hồi lần á thì con lên là có ông hai mạnh là cũng có cái sứ mạng là thầy về tổ đình phải không hai? hả? Thầy về tổ đình rồi gặp ông hai rồi kêu ông hai là phải dẫn anh em huynh đệ đi năm quan thẻ phải không? Cái cốt lõi đi năm quan thẻ đó làm chi vậy ông hai? Cốt lõi là mình đi năm quan thẻ đó để làm cái gì? Năm thẻ đó nữa, bốn cửa cửa thành đó. Nhưng mà mình đi đặng nữa mình có nhân viên đặng mình vô cửa không hay là Năm ông thẻ là bốn cửa thành. Ông thẻ trung ương là cây cột hướng, là cây cột hướng đó bề cao á 1.600 thước, cái lá hướng đó, nó quay vòng tròn tối ngày sáng đêm, đụng ra dư ra ngoài bốn ông thẻ tứ trấn đó, dư ra ngoài dư bốn tứ trấn. Ông thẻ thứ nhất ở Vĩnh Điều, Vĩnh Trung, Vĩnh Hành, Vĩnh Điều, Vĩnh Hố. Năm ông thẻ bởi vì hồi trước Tàu nó cai trị mình, nó nói nước Việt Nam này nữa sao nó có quân sự có trạng trở lại đó, rồi nó xuống bốn kỳ ếm đặng cho mất quân sư mất trạng. Rồi ông bậc thầy Tây An ông ra đời kế đó, ông nói lễ ông trừ lợi đó. Tàu thì nó cấm bốn cây, còn ông Phật thầy Tây An ông cấm 5 cây, ông trừ. Ông nói cầm năm ông thẻ chẳng lẽ thua tàu đó. Vậy là cái quyền cơ là Đó. Phật thầy biết trước ha Ông biết trước, ông kêu ông có đức cố kêu đức cố nói chú ngày sau chú phải đi cầm ranh năm ông thẻ.
cắm rễ bằng cây cổ mọc. Chú cẩm rồi thì phải đọc tâm kinh, có thần thánh ở giữ gìn quan thể đó, thì tỏa sáng. Ông có ông đứng ở chân núi cấm, ông dòm bốn hướng đó, rồi ông đi đi cẩm năm ông thể. Cấm ông thể thứ nhất là ở trên Vĩnh Tế, xã Vĩnh Hưng là Châu Đốc. Chùa Bà Bài ha. Còn ông thể thứ gì ở xã Vĩnh Trung, ngọn Cả Dầu, quận Châu Phú, quận Châu Phú, Châu Đốc. Thì cầu chữ hết đi vô. Ông thể thứ ba trong Vàm Hang Tra, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Ông thể Vĩnh Hành đó. Ông thể thứ tư ở giữa Tri Tôn, dòng cát Rọc Xây. Vậy là ông thẻ ở trong đồng tràm ha ông hai, rồi Xã sao? xã ở giữa Tri Tôn, dòng cát Rọc Xây, xã Vĩnh Điều. Bốn ông thể tứ trấn là xã nào cũng chữ Vĩnh hết, là Vĩnh Vân, Vĩnh Trung, Vĩnh Hành, Vĩnh Điều. Bốn ông thể đó là xã nào cũng chữ Vĩnh hết. Còn ông thể trung ương thì ở trên Dầu Bà, núi Cấm. Ông thẻ đó cũng đang ẵng ha, là cây cột phướng ha ông Đó ha. thì là đủ năm ông thể đó. Quyền ca sau này là lập cái hội Thượng Quan Thánh Đức, là lập Long Hoa hội trong đó ha ông hai. Hả? Sau này là cái quyền đó là lập hội Long Hoa trong tứ trấn đó không hai. Thì trong bốn ông thể tứ trấn thì ở đứng ở dưới đất bốn góc như cái hàng rào vậy đó đó. Tới việc thì mấy cái cảnh giống như là thiên nhiên nó có trước rồi cái cảnh du di có sau ha ông hai. Hả? Cái cảnh mà thiên nhiên á là bây giờ là con thấy là bốn cái quan thẻ đó đó là đã làm rồi hết rồi, chỉ là cái cảnh du di sau này là nó sẽ đến y như vậy hay sao ha, có sao hay gì? Giống như cái cảnh là bây giờ ta làm những cái chùa mà để Còn cái nạn thờ đó giặc miên dữ lắm chứ, chứ không có êm đâu. chưa Miên hả? Ủa nó đòi 6 tỉnh miền Tây. miên Ờ ha, thầy 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 nói là tầng ban hậu hạnh tiêu diêu động đó phải không hai? ờ Ông hai tầng có tầng ban thì nó phải xuống rồi. vậy là ông hai có kể, hồi lần ông hai á có kể với con là cái cánh ông miên ông đi vòng vòng đó, ông hai kể lại cái anh cho bà con ai biết thì tránh nó. Đó thì trong sách vở nói ông Tứ Thánh ông nói đó, miên nó xuống lộ văn giáo đó, thì nó nói miên nó xuống xuống lộ văn giáo, máu tràn như sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi, đổi cờ nam bang, trời xây âu quá bốn phương, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân, tiên trong anh chị làm ơn ăn ngay ở thật, còn hơn làm giàu giữ sao cho khỏi máu trào, giữ sao cho được cẩm bào Phật bao đó. Rồi miên nó xuống thì lộ văn giáo, máu tràn như sông,
thì ai nó cũng giết hết. Thì giống như hồi lần đó thì mình coi vào cái lịch sử mà Pol Pot nó giấy loạn đó là thấy nó khổ người dân, là nó ác bức Hả? dữ dằn. Cái thời mà cái Pol Pot nó xuống đó ở chùa Bà Chúc đó ông hai, nó tàn sát dữ dằn luôn. Bây giờ mình sợ cái trận đó nó còn khổ hơn nữa sau này. Bởi vì cái người tu thì phải lánh vào tứ chánh mới chốt được không ha. Rồi theo như mình muốn vô tứ chánh là mình phải làm gì ông hai? Ăn chay niệm Phật cúng lại hay sao? Nghe nghe giáo lý của thầy. Còn mình thì là phải gom về tổng định hòa, Tổng Định Hòa ha. tổng hòa cù lao ông trưởng á, Vậy là bên chùa Tây An Cổ Tử. mình phải gom gì đó ra. Ông nữa đây ông ba ông kêu ăn cái bảy tuần lễ lắm, ông ba tới Ông ba là cái có cái cơ là chi quan hay không? Bảy tuần lễ là 49 ngày. Rồi khi mà ông đi là có báo hiệu liền không hai? Khi mà ông ba ông rút cờ chi quan rồi ông gom quân đi đó là có báo hiệu liền không hai? gom chứ ổng cứ nói trước, ổng nói chồng là tứ thánh rồi chuyện cổ của ổng đó, Có ổng ra bài đường đi không biết thì hỏi thăm, tiền ai không hỏi du lâm lạc đường đó, mình mà không hỏi thăm mình đi đó là lạc vô bụng ông năm chèo. Còn mình hỏi thì ông chỉ ông tránh chờ. Tại vì hồi đó con cũng nghe ông hai ông nói, ông hai nói con còn nhớ một đoạn là con đọc lại nghe ông hai, còn có sai thì ông hai sửa con nghe. Tại vì hồi đó ông hai dạy con là nói là cây cao bóng mát rộng ngồi, mát thân thân mát chưa rồi mát tâm, thiền Đường đường đi đi không biết hỏi thăm, hỏi thiền ai không hỏi thì du lâm lạc đường, là cái khúc đó không ai. lạc đường đi trên lưng đường vô bụng Rồi đó, nói chung là ông có hai chừng đó nó đổi cảnh hết chứ không phải vậy đâu. ha. Bởi vì tại Từ vì từ đây nè qua tới phủ thờ ông ba đó, ngã hai ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu ngã bảy, ổng dặn mình lại tới cái ngã ba đó phải hỏi thăm cái ông đứng đó, ông anh ông chú ông bác ơi đường này đi về đâu về đâu, rồi ổng hỏi lại bà, ông hỏi vậy chứ anh chị chú thím gì đi đâu mà hỏi thăm đường. Rồi mình viên căn của mình có nói về tổng định hòa, thầy nói thầy tớ tổng định hòa thầy tớ dễ dạy đó. thiền chào mát máy đó không, bên ngoài kiến an quá. Nói chung là cái này á, là không phải vì mình, vì giống như là mình muốn là cho mọi người biết á, là ông ba ông hai này ông cũng có sứ mạng. Hồi lần đó là đức thầy về kêu ông hai là dẫn anh em huynh đệ đi là bốn quan thẻ phải không hai? Hồi lần á, khi mà ông còn trẻ trẻ đó là đức thầy về là kêu ông là dẫn là đi bốn quan thẻ, đằng sau này đang có cái giống như là mình có cái nhân viên đặng mình về là cửa thành vua đó phải không hai? Cho nên thì hôm nay là con lên đây con nhắc lại là giống như là cái tuổi của ông hai năm nay cũng trên trăm rồi, con ông hai còn nhớ trí nhớ minh mẫn như xưa không? Mà thật sự nãy giờ cái mẫu chuyện này á, là con nghe cũng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ông hai nói không sai vậy á. Nó là mừng có người tu đạo thì lúc nào tâm trí cũng sáng suốt, cho nên rất là tuyệt vời. Bởi vì đôi khi con gặp đi, bữa đó con đi Hòa Hảo á, con đi Hòa Hảo gặp cái sư mà thường thường mà có cái vị ni mà mặc đồ vàng á, rồi ưa lại kính lễ ông hai đó,
con mới nói là con là cháu của ông hai, cháu ruột của ông hai. Ông nói bà cổ mới nói á, mà con không có nói cháu ruột nha, con nói con chỉ nói là cháu thôi. Này hỏi biết ông hai không, con hỏi cái cổ mới nói phải học như hạnh ông hai, làm theo ông hai mới được cái nghe. Ông hai nó quý lắm. Ai hỏi ai? Con hỏi, con hỏi cái vị sư đó đó. Vị đó là lễ nào cũng về trơn á, cái vị mà ni sư mà cỡ sáu ngoài tuổi gì đó. Biết ông hai gành lắm, nói là khen ông hai tuyệt vời. Nói chung là mục đích là con lên đây hỏi ông hai để là cho cái người đời cảnh tinh, là biết là những cái vật, cái vị mà tu hành giống như ông hai là cũng có nhiều năm tu đạo rồi, cũng được cái giống như là cũng được thần quyền giống như trên trước cũng mách bảo những việc trước việc sau, đặng hầu cho ba tánh thập phương bây giờ nghe, đặng hướng thiện hoài đầu, đặng tu cho kịp rồi long qua đại hội sắp tới. Mà thầy này mình nói rõ ràng chúng sanh còn có lập thân hội này ha, cho nên hội này mà không có là tiêu hả ông hai. Cho nên là đôi khi mình lên đây thấy ông hai có nhiều cái mẫu chuyện hay lắm, nhưng mà mình không dám chia sẻ nhiều tại vì thấy ông hai ông cũng yếu thưa quý vị. Nhưng mà mình muốn quay với ông hai một cái clip để làm kỷ niệm lại, tại vì con cháu khi mà ông hai ông có đi, ông có đi về phạt đi, mình cũng còn giữ lại cái hình ảnh cho nó vui. Tại vì nói chung là không phải là mình nói là quý vị mà mình nổ gì, tại vì mình với ông hai là bà con ruột nó, cho nên là ông hai những cái việc ông hai biết á, thì thường thường hai thường chia sẻ cho mình nhiều lắm. Nhưng mà mình muốn là chính miệng của ông hai nói cho quý vị kính tin, đặng mà lo mà tu hành, đặng kịp long qua thầy khai mở mà đặng mình trở về. Chứ thầy nói là tóm tắt ta hay thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức nó. Cho nên vì cái tình thương giữa người với người, đồng đạo với đồng đạo, cho nên là em cháu lên đây để giống như là nhờ ông hai nhắc lại những cái tích xưa, những cái những cái quyền mà những cái vị chưa trên trước đã mách bảo dẫn ông hai đi, có khi là ông hai đi tới trong lòng núi cấm nữa chứ quý vị. Ông hai cũng có kể lại nhưng mà mình cũng ít có thực lại. Rồi cái này á, là cái quyền nó cũng sắp tới, bây giờ thì năm nay là nó hết rồi, năm mèo nó sắp hết, mà nó tới qua năm thìn á, thì nó dẫy đầy nạn nghèo rồi, cho nên nó mình gán tu gấp chứ quý vị ơi, biết đâu thầy nói đánh chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê đó. Cho nên mình bây giờ chưa có gì thì gán vào tu đi quý vị. Dạ thì thôi mình cũng chúc ông hai được nhiều sức khỏe, đặng con cháu lên thăm ông. Rồi kính chúc toàn thể chư quý vị được xem clip này kính tin mà tu hành theo đạo thầy, đặng sớm lên con đường giác ngộ, trở về với bản lai thanh tịnh, đặng trở về dự kiến đại hội Long Hoa thầy khai mở đây. Tôi muốn là toàn thể quý vị ai cũng đều có mặt trong ngày đại lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn ông hai luôn. Đó. Dạ. Gân mọc rồi tóc gâu đen rồi lại đó, là ông hai nằm thấy ông tức thầy bao lâu rồi? Thầy ở cổ đình mà không có tuổi đó. Nói với người khác ha. Nói với mấy người khác ha. Nói cái tên đó đó là tóc đen còn y sát, có nghĩa là râu đen rằm mọc lại, rồi mấy ổng lại thăm chơi dịch lời nhóc ở đây. thiệt ông hai râu nó đen lại nè. Là thầy nói với mấy ổng rồi mấy ổng lại thăm hai ha. Thầy nói rồi, thầy nói dưới đồng đạo ở trong tổ đình ha, tổ đình đó đó, rồi mấy ổng về mấy ổng giật đó ổng coi không có tóc đen, có râu đen nữa, chân mày cũng đen lại nè. Thôi vậy là ông hai nữa rước con đi.
hết lo, sợ ông hai đi về bến bỏ. À, vậy là ông hai còn nhiệm vụ chưa bỏ được, không bỏ xác mà thì chưa bỏ xác, còn nhiệm vụ mà cuối. À quý. À, cái này là màn cuối này chắc là chỉ đường cho người nào ghế nấy nè, lựa tên người nào chỉ vô. Không biết sao chứ hồi đó đó là các vị mà ở phủ thờ ông ba á, là ông ba có về kêu nó ông hai á, là đi lên đó đó là không ai dám lại gặp nói chuyện với ông nha, dặn á không cho ai nói chuyện với ông hai chứ. Nói nằm bao thấy ông hai đó là nữa sao này là cái giò ông như đạp hai cái bông sen gì ông hai à? Lâu quá con cũng quên này à, cái... Nói bốn cửa thành vua đều có đệ đó, thầy nói một đoạn đó à. Nói ông hai á, sau này bốn cửa thành vua là chỗ nào cũng có thà của ông hai cũng kêu người vô đó à. Là giống như cũng như trong đội tiểu đội phận sự của ai nấy giữ à, chú giữ cửa này chú kia giữ cửa kia vậy. Dạ vậy là ông hai nữa sau này có phận sự là phải giữ cửa à, để nữa cửa thánh đó. Bởi vì biểu mình phải đi đi năm ông thẻ cho giáp là để nữa mình lại tới cái cửa thành đó, cái ông đứng cửa thành đó ông hỏi mình, ông hỏi gì chứ để đi năm ông thẻ giáp chưa, rồi à, mình nói thí dụ đi à, nói tôi đi bốn ông còn ông tôi đi không kịp. Ông nói thôi lại đó giếng đi, rồi lại đây đi vô, rồi chừng đó làm sao đây, hổ lang á xấu muôn bày, nó đứng đặt đường, rồi mình làm sao mình đi được. Đi vô bụng ông. bởi vậy mới là phải cần nhất là phải đi. Đi trước ha. Không phải. Dạ. Tại thường thường á, quý vị mình mắc cái chỗ này nè ông hai. Thường thường ta nói á, người ta tu về Phật không có về hội Long Hoa, mà theo như con nghĩ á, nếu như mà cái người mà tu về coi Phật á, thì cũng phải có minh dương ăn chứng mới đi được về, chứ đâu phải về bản cái mộ không ai. Rồi phải có trên trước chứng đủ các thứ trần, cái vé của ông mà ông mua vé ông coi ác mà ông còn phạm cái này cái kia làm sao mà coi được. Bởi vậy chứ thường thường á, đôi khi mình nhắc ra mà mình nói giống như đi bốn quan thẻ đặng nữa biết đường vô đó, người ta nói giống như là mà đôi khi có nhiều vị người ta không có tin. Dạ tại vì trong cái quyền cơ thì các vị chuyển á, thì mình biết thì mình nghe, nhưng mà có nhiều vị người ta không có nghe, người ta nói cái giống như là người ta nói giống như là tu nữa rồi niệm Phật về có Phật rồi được rồi về hội Long Hoa chi. Có nhiều cái ý nghĩ như vậy. Theo như con á, thì con nghĩ á, thì nếu như mà các vị nào không biết tu mà muốn chứng quả đó là phải có là chúa Minh Dương ăn chứng rồi mới đi qua cõi bên kia ta mới nhận được, chứ như không ai nhận mình, giống như làm giấy bó bo rồi đi qua nước ngoài cũng phải vậy thôi. Mình đế đồ người ta ra đời người ta sửa trị rồi bắt đầu người ta mới chứng mình mới về nước cực lạc được phải không hai à. Chứ như không ở đây về bển cực lạc hội này hội lớn người ta xuống ở trên người ta xuống hết trơn, mình về bển làm hồi, gì hồi năm ngoái thì tổ đền thầy ông biểu tôi nói năm ông thẻ cho anh em nghe, tôi sợ bảo vệ nó rầy nó qua là tôi không có dám nói. Rồi thầy ông cứ ông nói hoài, ông nói nói cho anh em nghe lo người ta tu hành cái gì mà không dám nói. Rồi ông nói tôi không có rành,
ông nói thuộc lòng hết mà nói không rành. sao mà nói với thầy được, để thầy biết trong lòng mình hết. Rồi ông biểu hoài ba lần tôi không có dám nói thiệt, tôi bị hết lần rồi. Bị mấy ông gầy ha, mấy ông bảo vệ bị lần rồi không có dám nói nữa. Rồi ông nói riết rồi tôi không nói, rồi ông nói thôi không nói để ông nói chứ không để làm tin hết. Ông làm tin ai biết gì, ngồi đây mà làm tin hết không ai nói chuyện sao. Thôi thôi để ông nói đó. Rồi ông bắt đầu ông nói lúc ông đó là thầy là... mượn cái xác khác hay là sao ông thầy? Hả? Lúc đó thầy mượn cái xác khác để nói hay gì? Thầy mượn cái xác khác. Ông nói gì? Nó hỏi là chắc đó là thầy mượn cái xác khác giả ra người khác phải không? Ông không có mượn xác, bởi vì anh đem rồi sinh quanh ở ngoài đó, ta dòm cho nó không biết phải thiệt thì thầy không. Là nếu cái xác thiệt luôn, không mượn. Vậy là xuống cái xác để con điện Phật mà thiệt thầy ra cái dấu, thầy ra cái cảnh cho con cháu anh em biết đó. Rồi ông nói bởi vì bằng tay trái có cái đếm chút đây nè. Cái đó mà Dương nó chưa biết giả nữa không mày hả? Cái đó là ông hai nói con, đó là thầy nói là Mai Dương còn không biết cái đó mà giả nữa phải không hai? Thiệt ở trong tay của thầy. Dạ. Có chút bằng sợi tóc bự đếm gõ đếm gì đó. Anh em ngồi đó nó không biết phải thiệt thầy không, mà phải thiệt thầy á thì con điểm cho cái điểm. Con điện Phật rồi thầy ra cái cảnh cho con biết đó, thì thầy chấp tay lại thầy xá rồi anh em điện Phật rồi ông dỡ ra thì cái đếm chỗ này là có rồi thiệt thầy. Dạ, một Phật đó. Rồi ông nói, bắt đầu ông nói năm ông thẻ, nói năm ông thẻ, cái rồi ông nói một ngày năm bột, ơi lớn tiếng lên, lớn tiếng lên, bảo vệ nó lại nó dựa vô mặt bàn, nó đứng nó nghe, ngồi rồi cái nó la ông, dám la ông luôn, nói là ông nói hơi lớn tiếng quá, thôi nghỉ đi. Bảo vệ nó nói vậy đó. Rồi thầy có trả lời không? Trả lời chứ. Rồi chú biết nhà này nhà của ai không? Bảo vệ bỏ đi, đâu có dám trả lời. Không, cái thằng là của thầy nói lên tiếng nó sợ không chết luôn rồi, sao dám trả lời. Với lại đúng ra mấy cái chỗ đó mà lựa người là cũng phải lựa người có tâm nhãn hay là này kia đang nhìn biết cái hàng du di với lại những cái mà tâm linh nữa, chứ còn mà mắt thường là vô đó là giống như mà mượn danh. Thôi chuyện gì nó cũng có màn có lớp có sắp trên đó, đâu có gì đâu. Thôi thì hai em chia sẻ rồi quá quý rồi, có nghĩa là nói chung là mình còn tới lui với ông hai thường, tại vì ông hai mình đã mọc râu đen tóc đen lại rồi hết lo. Để cho biết là những việc lý kỳ lạ kỳ nay có hay chưa mà phải không hả? Dạ, mọc tóc đen lại râu đen đây là lấy cái điện thoại quay tóc râu đen cho quý vị coi, chơi đâu thiệt chứ. Tắt đi coi luôn nè, bởi vì lời của thầy cái này mua nhiêu à, có mấy đây nè quý vị, đây nè là râu đen, râu của ông hai mình đen lại nè, chân mày cũng đen nè, giống như là lời là thầy mình tiên tri nè.
thầy nói là cho ông hai là mọc găng lại chưa, mới có tóc với dây gầu à, là đen lại nè, này nghe chưa quý vị, tuyệt vời. Rồi thôi, cảm ơn ông hai quá quý.